Kính chào quý vị, chúc quý vị có một buổi trưa đầu tuần tràn đầy năng lượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình trưa nay, ngày 29 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Cùng với cả nước, từ ngày 1 tháng 8 tới, Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành kiểm kê đất đai. Ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong đánh bắt hải sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, bảo đảm 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2024-2025. Ghi nhận về sự sôi động của cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu những tháng đầu năm là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa này. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó nêu rõ các trường hợp di dời nhà chung cư. Theo nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành, những trường hợp đang sinh sống tại nhà chung cư bị hư hỏng do cháy nổ, không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng sẽ bị di dời khẩn cấp. Nghị định cũng quy định về việc bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. Theo đó, quỹ nhà ở tái định cư có sẵn, quỹ nhà ở thuộc tài sản công trên địa bàn hoặc quỹ nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương sẽ được sử dụng để làm chỗ ở tạm thời. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào nước ta đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhà đầu tư ngoại đã rót vốn vào 18 trên 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo đứng đầu với tổng vốn đạt hơn 12,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 15,7%. Dòng vốn FDI đã đổ vào 48 tỉnh thành phố trên cả nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại năm 2024. Theo quyết định này, có 32 chương trình xúc tiến thương mại tập trung các hoạt động như kết nối xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, thực hiện các chương trình OCOP, tham gia hội chợ, triển lãm tại các tỉnh thành, kết nối cung cầu nông lâm thủy sản. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội giao thương, liên kết hợp tác kinh doanh, tìm hiểu nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với cả nước, từ ngày 1 tháng 8 tới, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiến hành kiểm kê đất đai năm 2024. Nội dung kiểm kê gồm diện tích các loại đất theo quy định và đối tượng đang quản lý, sử dụng đất, tình hình quản lý sử dụng đất sân góp, cảng hàng không, sân bay, khu vực sạt lở, bồi đắp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và các chuyên đề khác. Để thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng phương án kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các loại bản đồ tài liệu liên quan phục vụ cho kiểm kê đất đai ở địa phương, rà soát chỉ đạo việc kiểm kê đối với các khu vực có tranh chấp chưa thống nhất về đường địa giới hành chính các cấp, đồng thời tuyên truyền cho người dân về chủ trương kế hoạch kiểm kê, tổ chức kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện và thẩm định kết quả của các cấp. Theo kế hoạch, việc kiểm kê đất đai phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Theo dự báo, mùa mưa năm nay sẽ có nhiều cơn bão khó lường, nên ngoài công tác ứng phó với thời tiết cực đoan, thì việc chủ động nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân thời điểm này cũng được ngành chức năng quan tâm. Hiện các địa phương doanh nghiệp và tiểu thương trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu khi xảy ra thiên tai, thời tiết phức tạp. Đảm bảo nguồn cung ứng cho mùa mưa bão năm 2024. Ngoài việc dự trữ sẵn lượng hàng hóa gấp đôi trong kho, các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh còn ký cam kết với nhà cung cấp, sẵn sàng cung ứng hàng hóa ngay khi có yêu cầu.
Ngoài cái nguồn cung ứng là rau củ quả, thịt cá ở địa phương, ngoài cái trữ hàng tại siêu thị thì chúng tôi có kho tổng để mà trữ hàng để luôn luôn bảo đảm cái nguồn gọi là tiêu thụ cho khách hàng đến mua sắm. Chúng tôi đang dự trữ một lượng hàng tồn kho đối với các mặt hàng thiết yếu, các cái sản phẩm để phục vụ cho người dân. Để khi nếu như có sự cố thiên tai xảy ra thì chúng tôi sẽ cung ứng các cái sản phẩm này đến tay cho người tiêu dùng một cách nhanh nhất, tốt nhất và chất lượng nhất. Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng gạo, hải sản khô, thực phẩm công nghệ sử dụng lâu dài, có nguồn cung dồi dào. Tiểu thương kinh doanh mặt hàng tươi sống cũng kết nối các địa chỉ phân phối đầu mối và nhà vườn tại địa phương, đảm bảo cung ứng khi nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến. Từ đầu mùa mưa đến nay, ngoại trừ thịt heo tăng giá từ 5 đến 15.000 đồng một ký tùy loại, thì hầu hết các mặt hàng khác đều ổn định. Ban quản lý nhiều chợ khẳng định, nguồn cung hàng hóa trong mùa mưa bão tại địa phương luôn đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân. Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 4.450 tàu cá, trong đó 2.705 tàu hoạt động vùng khơi, chiếm tỷ lệ gần 61%. Việc đánh bắt xa bờ đòi hỏi ngư dân phải dự trữ một lượng dầu diesel lớn trên tàu dài ngày. Nếu nước biển hoặc các tạp chất từ ngoài biển xâm lấn, thẩm thấu vào khoang chứa dầu sẽ khiến chất lượng dầu bị giảm sút, ảnh hưởng đến hoạt động của máy móc. Nhằm khắc phục thực trạng trên, một nhóm giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp lực và Phát triển Việt đã nghiên cứu chế tạo ra thiết bị xử lý dầu diesel. Đưa vào hoạt động hơn 2 năm qua, thiết bị này không chỉ giúp máy móc của tàu cá hoạt động trơn tru, ổn định hơn, mà còn giúp ngư dân tiết kiệm từ 5 đến 10% lượng dầu. Thiết bị lọc cặn dầu diesel trên tàu cá này trị giá 32 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt. Phía trong thiết bị này có bộ lọc cặn gồm 3 tầng, đó là tầng tách nước, tầng lọc cặn thô, tầng lõi cellulo. Trong đó, tầng lõi cellulo là tầng lọc quan trọng nhất, giúp loại bỏ hầu hết các cặn tạp chất, bao gồm cả cặn nhỏ nhất, giúp cho dầu sau khi thẩm thấu qua tầng lõi cellulo sẽ ra sản phẩm sạch, cung cấp cho máy móc trên tàu hoạt động. Thường thường, nếu mà chuyến biển đi trong vòng 25 ngày, thì trước đây là nó khoảng 6.000 lít dầu, mà bây giờ nó giảm còn 5.000 đến 5.500 lít dầu. Mà cái máy nó ít bị hỏng vặt, do cho nó dầu nó sạch, nó tác dụng rất là tốt. Cục chạy của mình bị cũng không ít, nhưng mà hao nó không ra khói. Hiện nay đã có hàng trăm tàu cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh khác như Bến Tre, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định lắp đặt thiết bị xử lý dầu diesel do nhóm giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam và Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp lực và Phát triển Việt chế tạo. Tiết kiệm nhiên liệu là một phần, nhưng phần quan trọng nhất là bảo vệ cho cái máy để giúp cho chuyến biển được an toàn. Chúng tôi được giải nhất cái sản phẩm này ở cuộc thi đổi mới sáng tạo của tỉnh, và cũng may mắn là đến giờ này bà con hưởng ứng thì không riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà đã lan tỏa khắp cả nước. Chi phí dầu chiếm khoảng 50% chi phí mỗi chuyến biển của người dân. Trong bối cảnh giá xăng dầu ngày càng tăng, nguồn lợi thủy sản khan hiếm, thì giải pháp lắp đặt thiết bị xử lý dầu diesel sẽ giúp ngư dân tiết kiệm được chi phí cho mỗi chuyến đi, đồng thời cũng góp phần bảo vệ môi trường. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành công văn về việc thực hiện bảo hiểm y tế năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, bảo đảm 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng giáo dục phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường tuyên truyền phổ biến cho học sinh và cha mẹ học sinh các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cho các cơ sở giáo dục, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể cá nhân.
đồng thời vận động các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hoạt động trên địa bàn hỗ trợ kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên năm học 2024-2025 thuộc gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư và thiết bị y tế là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người có thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và các dịch vụ khác phục vụ công tác khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh lãng phí, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan tại các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý. Các đơn vị chủ động giải quyết các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền, không đẩy trách nhiệm lên các cơ quan cấp trên giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra kiểm tra thường xuyên về công tác đấu thầu theo quy định và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm theo trách nhiệm được quy định tại luật đấu thầu. Thưa quý vị, xác định công tác vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của người lao động, qua đó thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Dù ngành chế biến thủy sản đang gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2024, hơn 260 người lao động tại công ty này vẫn nhận được một tháng tiền thưởng, trung bình khoảng 11 triệu 500 ngàn đồng một người. Mức lương hiện tại trả cho người lao động dao động từ 8 đến 15 triệu đồng, khá cao so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tôi rất là vui bởi vì là công đoàn cơ sở luôn đảm bảo mức lương thưởng cũng như là loại chế độ phúc lợi để cho tôi yên tâm trong công tác. Công đoàn công ty tích cực đàm phán với ban giám đốc xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Trước hết là mình muốn để người lao động mà tham gia với cái tổ chức công đoàn ấy, thì trước hết là mình phải bảo vệ quyền lợi cho người ta. Về cái chế độ chính sách, chế độ tiền lương, chế độ mọi thứ để người ta yên tâm mà tin tưởng mình, người ta mới đến với tổ chức công đoàn. Còn tại công ty này, ngoài đảm bảo mức lương khá cao cho người lao động, công ty còn đầu tư một khu vực để người lao động giải trí. Bữa ăn trị giá 42.000 đồng cũng vượt xa quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công ty cũng có khu vực tiếp nhận giải quyết ý kiến phản ánh của người lao động. Người lao động làm việc từ 5 đến 20 năm được tặng kỷ niệm chương kèm theo một phần quà từ 10 đến 25 triệu đồng. Khi nghỉ hưu, người lao động được công ty tặng 1 triệu đồng trên một năm làm việc. Được sự công đoàn hỗ trợ quan tâm người lao động đưa vào nhất cái rất nhiều cái điều khoản mà nó tốt hơn so với luật, so với yêu cầu của luật, thì về phương diện người lao động thì mình thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Quan tâm chăm lo lợi ích đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết 42 thỏa thuận hợp tác mang lại lợi ích cho hơn 5.600 lao động. Nhiều công đoàn cơ sở xây dựng các chương trình chăm lo riêng từ kinh phí vận động của doanh nghiệp như giúp người lao động vay vốn khi khó khăn, vận động người lao động trợ giúp khi ốm đau, tổ chức các sân chơi giải trí tinh thần. Những mô hình mới, cách làm hay của các cấp công đoàn đã góp phần thu hút người lao động tham gia và gắn bó với tổ chức công đoàn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 63.600 đoàn viên được kết nạp mới, đạt 125 chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội 7 của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 146.150 đoàn viên với 1.626 công đoàn cơ sở. Phát huy tối đa vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, phối hợp với các bên có liên quan để giải quyết thỏa đáng những thắc mắc của đoàn viên, người lao động, đảm bảo theo quy định của pháp luật và của tổng liên đoàn để tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động. Kết nạp một đoàn viên công đoàn không phải là thêm một cái tên trong danh sách mà thêm một người lao động được quan tâm chăm sóc để cuộc sống vui tươi hơn, ấm no hơn. Đó cũng chính là mục tiêu trong hành trình 95 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin khác.
Thưa quý vị, tính đến tháng 7 năm 2024, huyện Xuyên Mộc có 5 vị trí việc làm với số lượng 22 công chức cần tuyển dụng. Để đáp ứng các nhiệm vụ được giao của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024. Kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 của huyện Xuyên Mộc có 52 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 vào các chức danh công chức tài chính kế toán, văn hóa xã hội, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường. Tham gia kỳ thi này, thí sinh trải qua các phần thi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học. Các thí sinh đạt kết quả tốt sẽ tiếp tục tham dự kỳ thi vòng 2 để tuyển chọn 22 vị trí. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng học tập chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện năm 2024. 267 giáo viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ được truyền đạt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 8, thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu. Cán bộ, giáo viên còn được thông tin về tình hình thế giới trong nước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ, nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024 và dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ có 354 học sinh trúng tuyển. Bên cạnh 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, nhà trường còn xây dựng 5 tổ hợp môn học và 4 chuyên đề học tập với tổng số 8 lớp, vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực tế của trường. Tại chương trình tư vấn hướng dẫn chọn tổ hợp môn học, hơn 550 học sinh và phụ huynh được nhà trường giới thiệu hướng dẫn và tư vấn về việc lựa chọn các tổ hợp môn, giúp các em có đầy đủ thông tin, đăng ký nguyện vọng phù hợp. Lễ bế mạc chương trình sinh hoạt kỹ năng hè năm 2024 vừa được câu lạc bộ Kỹ năng Lửa Thiên huyện Đất Đỏ tổ chức. Tham gia chương trình, thiếu nhi huyện Đất Đỏ được huấn luyện kỹ năng thuyết trình, làm MC nhí, trải nghiệm thực tế tại các điểm di tích lịch sử, rèn luyện kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em. Dịp này, câu lạc bộ quyết định kết nạp 32 thành viên đủ tiêu chuẩn vào câu lạc bộ. 200 hộ gia đình trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã tham gia chương trình tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Hội nghị do công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn LSB phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Công nghệ An toàn Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Long Vũ tổ chức. Người dân xã Long Sơn được báo cáo viên Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh và xã Long Sơn, nguyên nhân hậu quả và các biện pháp, kỹ năng phòng chống cháy nổ tại địa bàn khu dân cư, gia đình và hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Dịp này, LSB đã trao tặng 25 bộ trang thiết bị chữa cháy trị giá hơn 131 triệu đồng để lắp đặt tại các điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã Long Sơn. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2024, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng bằng tàu biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt 44,3 triệu tấn, tăng 29,91% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng container tăng 40%. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có mức tăng trưởng đạt trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nền kinh tế đã có xu hướng hồi phục. Đáng chú ý, Bà Rịa Vũng Tàu luôn nằm trong top 3 những khu vực có sản lượng cao nhất nước cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Ghi nhận về sự sôi động của cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu những tháng đầu năm là nội dung được chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Những siêu tàu liên tục cập cảng, nhiều tuyến tàu mới chọn cái mép Thị Giải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm điểm đến. Hoạt động cảng biển tại cái mép Thị Giải trong 6 tháng qua đã khôi phục nhịp khai thác sôi động. Gần đây nhất ngày 12 tháng 7, cảng SSIT đón thành công tàu MSC Tokyo thuộc tuyến dịch vụ Britannia. Đây là tuyến trực tiếp đến châu Âu đầu tiên của hãng tàu MSC tại Việt Nam. MSC thì có dịch vụ đi tất cả các nước trên thế giới, tất cả các khu vực trên thế giới. Riêng đối với tuyến Britannia này, đây là lần đầu tiên MSC Việt Nam sẽ kết nối
trực tiếp khu vực châu Á sang khu vực Bắc Âu. Đây là tuyến vận chuyển mà nó trực tiếp, không có qua ghé bất kỳ một cái cảng nào để chuyển tải hết. 6 tháng đầu năm, công suất bến của các cảng container ở cái mép Thị Vải tăng đáng kể khi các chuyến tàu 5.000, 6.000 TEU không thể vào thành phố Hồ Chí Minh do vấn đề luồng lạch đã ghé cái mép Thị Vải ngày càng nhiều hơn. Điều này giúp các cảng container ở đây đạt được năng suất bến cao. Và đặc biệt là có những hãng tàu đã mang cái trung tâm trung chuyển quốc tế của họ từ Malaysia đã chuyển sang cái mép để trung chuyển quốc tế ở đây. Kích cỡ của họ cũng tàu được 5-6 ngàn. Thì cái này là một cái đã thành hiện thực. Và cái mép sẽ tiếp tục cái xu hướng này bằng cách là nơi sẽ đón tiếp các cỡ tàu mà thành phố Hồ Chí Minh không đón tiếp được, và tập trung ở khu vực nội, các tuyến nội Á, tuyến Trung Đông và tuyến Nam Á. Một điểm rất đáng mừng thì như chúng ta đều biết, thông tin từ anh Phan Nguyễn Hải Hà là người đại diện từ Cục Hàng hải Việt Nam, thì cái tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Việt Nam rất là tốt. 6 tháng đầu năm, cái sản lượng toàn bộ Việt Nam đã đạt hơn 14 triệu TEU và cái tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ là đạt 22%. Riêng đối với cụm cảng cái mép, thông tin từ Hiệp hội Cảng biển Việt Nam thì chúng tôi cũng vừa có số liệu là cái mép chúng ta cũng tăng trưởng rất là tuyệt vời. Cái tốc độ tăng trưởng so 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ của năm 2023 đạt đến 37%. Đối với SST thì chúng tôi cũng hòa chung cái việc như vậy, chúng tôi cũng có những sự tăng trưởng rất là đáng kể. Theo dự báo của Cục Hàng hải Việt Nam, những tháng tới, hàng hóa qua cảng biển sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Còn theo các doanh nghiệp cảng, với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc để giảm sự phụ thuộc vào một nơi, và trong bối cảnh các cảng xung quanh như Singapore, Malaysia đang bị kẹt, thì lượng hàng hóa ở cái mép Thị Vải sẽ còn tăng trưởng hơn. Phần tiêu điểm 60 cộng cũng đã khép lại chương trình 60 cộng trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.